Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Đường tới tương lai của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kết thúc việc lấy ý kiến dự thảo về thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Từ nhiều năm nay, trường trung học phổ thông chuyên luôn có sức hút đặc biệt đối với học sinh và phụ huynh ở mỗi địa phương. Chính vì thế, việc ban hành dự thảo về quy chế mới của mô hình trường học này ngay lập tức đã gây chú ý trong cộng đồng những người quan tâm tới giáo dục. Có khá nhiều điểm mới trong dự thảo lần này và một trong các nội dung đáng chú ý là quy định không tổ chức lớp cận chuyên trong trường chuyên. Hiện nay, hệ thống trường chuyên gồm 78 trường. 10 năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường này có thể có các lớp không chuyên, tức là học sinh được học chương trình như các trường công lập không chuyên, nhưng do giáo viên trường chuyên giảng dạy và được sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường. Số học sinh lớp không chuyên không được vượt quá 20% tổng số học sinh của nhà trường. Sĩ số không quá 45 học sinh trên lớp. Đỗ được vào trường Trung học Phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội vốn là ước mơ của Bảo Khánh từ khi còn học cấp 2. Tuy nhiên, do thiếu 0,25 điểm nên lớp cận chuyên của trường đã trở thành cứu cánh để Khánh hiện thực hóa ước mong của mình. Ý thức được điểm xuất phát thấp hơn các bạn nên Khánh nỗ lực bứt phá để đạt thành tích học tập vượt qua cả các bạn lớp chuyên. Rồi thì em đã được một giải trong cuộc thi trong giải quốc gia. Nhưng năm nay em vẫn tiếp tục cố gắng để em có giải cao hơn, thành tích cao hơn để khẳng định được là mình có năng lực, mình là học sinh cận chuyên nhưng mình vẫn có thể đạt giải quốc gia và mình không thua kém gì các bạn học chuyên. Trên vị trí bảng vàng của trường Trung học Phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội, sự hiện diện của nhiều học sinh lớp không chuyên là minh chứng rõ nhất cho sự đóng góp của hệ thống khối lớp này trong việc bồi dưỡng học sinh có tiềm năng, bổ sung vào các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia những nhân tố mới. Trong cái quá trình học tập tại trường thì các em cũng đã được các thầy cô phát hiện và bồi dưỡng để có nhiều em trong số đó đã tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi và đạt các giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Với mức kinh phí được cấp 4,7 tỷ đồng cho một năm, trường Trung học Phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội chỉ đủ trả lương cho giáo viên và duy trì hoạt động của trường trong vòng 7 tháng. Vì thế, nhờ có mức học phí cao hơn 300.000 của hệ không chuyên so với hệ chuyên đã giúp trường giải được bài toán thiếu hụt cho 5 tháng còn lại. Học sinh chuyên thì là những em có năng khiếu đặc biệt. Mình không thể tăng học phí cho học sinh chuyên được. Vì vậy cho nên là để đáp ứng được cái nhu cầu về tài chính, để cho trường chuyên có thể hoạt động tốt, để đỡ cho ngân sách nhà nước, thì những cái trường mà có điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và nhu cầu thì nên để cho người ta mở cái hệ không chuyên. Bên cạnh góp phần nâng đỡ, nuôi dưỡng nhân tài thì các lớp cận chuyên chính là một động lực cạnh tranh với các lớp chuyên. Bởi dựa vào thành tích hàng năm, nhiều trường có sự luân chuyển học sinh giữa lớp chuyên và không chuyên. Đồng thời, sự có mặt của các lớp không chuyên cũng đóng góp cho mục tiêu của trường chuyên là đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện. Hệ thống trường chuyên nếu có cái lớp không chuyên thì đấy sẽ là một cái minh chứng tốt nhất cho cái việc triển khai các cái mô hình mới áp dụng không chỉ cho học sinh các lớp chuyên mà áp dụng thành công được cho cả các lớp không chuyên. Trong quá trình học tập thì có cái sự đào thải và sàng lọc tạo nên một cái động lực, cái nỗ lực để các em học sinh trường chuyên cũng phải luôn luôn không ngừng cố gắng và đồng thời các em cận chuyên có cơ hội để tiếp cận vào ở những cái lớp chuyên và như vậy nó sẽ bình đẳng và sẽ tạo nên một cái sự động lực cho tất cả các em của học sinh trường trung học phổ thông. Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của lớp không chuyên trong trường chuyên. Tuy nhiên, việc tồn tại các lớp không chuyên là không đúng với tôn chỉ mục đích của trường chuyên. Bởi vậy, trong dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quy định không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Mặc dù vậy, thì tâm trạng nuối tiếc của học sinh và giáo viên là khó tránh. Không nên bỏ lớp không chuyên ở trong trường chuyên bởi vì bản thân con là một học sinh của khối không chuyên thì con cảm thấy là con nói riêng và tất cả các bạn nói chung ở trong khối không chuyên đều nhận được những cái lợi ích mà
có thể là không phải là bất cứ ở trường công lập nào cũng có. Không nên bỏ hệ thống cận chuyên đi, bên cạnh việc là hệ thống cận chuyên có thể mang lại cho học sinh một môi trường học tập tốt, một môi trường cạnh tranh hoàn hảo, thì hệ thống cận chuyên còn cung cấp cho học sinh rất nhiều cơ hội. Ví dụ như chúng em được tham gia vào các câu lạc bộ rất là chuyên nghiệp. Bỏ đi một cái lớp cận chuyên thì sẽ giảm đi một cái lượng học sinh rất là giỏi, mà cái may mắn như thế thì con cảm thấy rất là tiếc ạ. Tôi cũng được sắp xếp để dạy kết hợp giữa các lớp mà không chuyên và các lớp chuyên. Thì với cái kinh nghiệm của tôi và với cái con mắt nhìn nhận thì tôi thấy là khả năng các bạn cũng khá là đồng đều. Nghĩa là với môn chuyên thì các bạn sẽ được tập trung vào học các môn chuyên kỹ hơn. Còn với các bạn mà học ở lớp không chuyên thì các bạn sẽ được học phủ rộng với tất cả các môn khác. Thì tôi nghĩ là rất cần thiết cái việc là giữ lại cái hệ không chuyên của trường chuyên, bởi vì đó chính là một cái cơ hội rất lớn cho các em. Và đó cũng chính là cơ hội để mà các em có thể thể hiện bản thân và vươn xa hơn trong tương lai. Sau 10 năm triển khai các lớp cận chuyên nhằm khai thác cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và mô hình này cũng phát huy hiệu quả trong thực tế. Tuy nhiên, việc xóa bỏ các lớp này để trường chuyên trở lại sứ mệnh đào tạo mũi nhọn, tạo ra những tinh hoa tri thức cho đất nước cũng là điều cần thiết và nên làm. Những đối tượng thụ hưởng nguồn ngân sách đó, bao gồm cả giáo viên và học sinh trường chuyên, cần phải được sử dụng đúng. Không nhất thiết phải có trường không chuyên. Thứ hai, nếu như mà có cái lớp không chuyên trong trường chuyên thì nó có một cái gì nó sẽ làm ảnh hưởng đến có khả năng là thương mại hóa trong giáo dục. Nên là tôi hoàn toàn nhất trí với cái chủ trương mới thứ nhất là không có lớp chuyên trong trường chuyên. Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai ở cấp trung học phổ thông. Một số trường trung học phổ thông chuyên đã chủ động tìm cho mình lối đi riêng, không có hệ cận chuyên, không đào tạo gà nòi chuyên đi thi lấy giải, mà chú trọng đào tạo học sinh ưu tú, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng ở trình độ cao, có ước mơ, đam mê và hoài bão. Đối với trường chuyên chúng tôi năm 2, chương trình giáo dục 2018 là chúng tôi áp dụng khá đầy đủ từ các môn học mới, ví dụ như môn mỹ thuật chúng tôi cũng có học, môn âm nhạc chúng tôi học và hoạt động trải nghiệm chúng tôi cũng có thành lập những tổ để thành lập những cái chương trình hoạt động trải nghiệm và chương trình những cái gì mới thì ông hiệu trưởng đều là tổ trưởng cái hoạt động đấy cả. Chúng tôi đang cập nhật những cái mô hình là một là cái kiến thức các môn văn hóa là chúng tôi đã lấy cái biên soạn của cái tài liệu nước ngoài để dịch ra để dạy cho các em học sinh rồi, nhưng mà đây là chỉ dạy cho một cái nhóm lớp chưa dạy đại trà đấy. Thứ hai nữa là chương trình ở đây chúng tôi muốn là đưa chương trình của cái trường đại học vào để cho học sinh lớp chuyên để kết nối được cái chương trình đó. Đến năm 2025 thì chúng tôi sẽ đưa chương trình nước ngoài vào để dạy cho các em học sinh, trong đó sẽ phát huy cái việc dạy song ngữ cho các em. Bắt đầu từ năm học này, giáo dục nghệ thuật sẽ được triển khai là môn học chính thức trong chương trình chính khóa của học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên. Các em sẽ được dạy bởi những giảng viên đến từ các trường đại học và bằng chương trình tương đương dành cho sinh viên các trường nghệ thuật. Mục tiêu phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh thay vì học lệch, học tủ là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong chiến lược phát triển giai đoạn tới tại ngôi trường này. Với mỗi con người thì đều có những cái cảm xúc riêng và những cái cảm xúc đó thì ngoài thể hiện trên trang giấy bằng những bài văn thì mình có thể thể hiện nó qua tranh vẽ. Và con vào những cái giờ học mỹ thuật thì con cũng rất là hay tích cực trong việc vẽ tranh hay là thiết kế quần áo trang phục cho mẫu. Vào một môi trường chuyên như thế này thì bọn con cũng xác định sẵn là mình sẽ đối mặt với áp lực lớn. Và tuy nhiên thì nhà trường vẫn luôn tạo điều kiện để cho bọn con có một cái thời gian giải trí nhất định. Và tiết âm nhạc là một trong những giờ giải trí của bọn con. Khi mà bọn con được tiếp xúc với các loại nhạc cụ này, được cất cao tiếng hát của mình thì đó cũng là lúc bọn con có thể giải tỏa được áp lực. Những chính sách ưu tiên cho giáo viên và học sinh sẽ tiếp tục được bổ sung khi quy chế đặc thù của trường chuyên chính thức được triển khai trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các sở ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức đúng đắn về mục tiêu của trường chuyên là đào tạo tinh hoa cho đất nước, xây dựng trường chuyên theo định hướng phát triển toàn diện cho học sinh, không chạy theo thành tích, ứng thí hay huân huy chương. Và câu chuyện học thật, thi thật, nhân tài thật, triển khai đầu tiên phải được bắt đầu từ các trường trung học phổ thông chuyên. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đường tới tương lai tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.